Xin chào các đồng chí. Sau đây tôi sẽ xin trình bày cái hướng dẫn về việc tạo ra một cái biểu để lưu trữ và tìm kiếm văn bản hoặc là các dữ liệu liên quan đến công việc hàng ngày của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Và trong khi tài liệu của chúng ta rất là nhiều, hàng trăm, hàng nghìn tài liệu khác nhau được lưu trữ trong máy tính, việc tìm kiếm tra cứu là rất là khó khăn. Đặc biệt là hiện tại chúng ta đang sử dụng cái cách lưu trữ thô sơ và cổ điển, đó là lưu trữ bằng các tệp văn bản cứng được in ra giấy và được phân thành các kẹp tài liệu khác nhau. Thì sau đây tôi xin trình bày về cái cách lưu trữ bằng cách là ứng dụng công nghệ thông tin, mà trong đó là ứng dụng về Excel. Xin mời các đồng chí quan sát. Ở đây thì để quản lý công việc hàng ngày, trong theo dõi công việc được giao của tôi, thì tôi đã lập ra một cái biểu để lưu trữ các danh mục tài liệu, hồ sơ công việc và theo dõi các tiến độ thực hiện cái công việc của mình và phục vụ cho công tác tìm kiếm, tra cứu tài liệu, phục vụ công việc hàng ngày được nhanh, thuận tiện nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Thì tôi xin trình bày như sau. Tôi lấy ví dụ như ở đây tôi đã lập ra một cái biểu để lưu trữ danh mục các văn bản mà tôi đã thẩm định, trình ban hành và theo dõi các công việc liên quan khác. Thì tôi đã lập ra một cái biểu gồm có số thứ tự, lĩnh vực. Trong cái lĩnh vực này thì gồm rất là nhiều lĩnh vực. Đó là lĩnh vực về công thương, tài nguyên, ban quản lý rừng phòng hộ 661, ban chỉ huy quân sự, công đoàn, đoàn thanh niên, giải phóng mặt bằng, hội đồng nhân dân, kiểm lâm, khuyến nông, hay là nhiều các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, thú y, tài chính, kế hoạch, tư pháp. Đúng không ạ? Về phần nội dung thì sẽ ghi những cái nội dung liên quan đến văn bản, ví dụ như là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng nhiệm vụ tháng 2, lịch trực Tết, rồi là đơn đề nghị của 13 hộ dân thị trấn Nậm Nhùn và nhiều các văn bản khác như ở đây. Tôi đã cập nhật vào. Thứ hai là cái cột về thời gian thì tôi có ngày giao công việc và ngày hoàn thành công việc. Về cái cột tiếp theo đến là tiến độ thực hiện thì tôi có là đang làm để theo dõi cái việc mình đang làm. Ví dụ như những việc nào đang làm thì tôi tích vào đây và số lượng là 12 việc đang được làm. Và hoàn thành thì tôi sẽ tích vào những cái công việc như ở đây. Đấy. Là việc hoàn thành hay chưa và đã hoàn thành bao nhiêu công việc thì nó sẽ hiển thị lên đây. Về thể loại thì tôi sẽ phân ra là biên bản, báo cáo, chỉ thị, công văn, giấy mời, kế hoạch, kết luận, quyết định, vân vân và rất là nhiều cái tài liệu khác. Về cái số ban hành này là chúng ta sẽ điền vào cái số văn bản khi được ban hành. Đúng không? Đây, đây. Và số trang tức là số trang của văn bản. Cái văn bản đó có bao nhiêu trang và có thêm mục ghi chú để chúng ta ghi chú thêm những nội dung cần nhớ liên quan ở đây. Ví dụ như là người trình văn bản. Người trình văn bản hoặc cơ quan trình văn bản hoặc người trình văn bản hoặc là những cái nội dung khác. Khi chúng ta đã lập ra một cái biểu gồm có các cột như thế này rồi, đúng không? Thì việc còn lại là hàng ngày chúng ta làm những công việc gì thì chúng ta ghi vào đây và chúng ta cập nhật những cái tiến độ thực hiện vào đây. Đấy, ví dụ như là tôi việc thứ nhất tôi làm trong năm 2014 là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và ngày giao là ngày 15 và ngày hoàn thành là ngày 18.
Và tiến độ ở đây là tiến độ đã hoàn thành, tôi tích vào đây. Và thuộc thể loại là báo cáo. Số ban hành ở đây tôi chưa cập nhật. Và số trang là 12 trang. Và ghi chú đây là báo cáo các phòng tổng hợp về. Đấy. Việc thứ hai là lịch trực Tết chẳng hạn. Các bạn. Việc còn lại của chúng ta là tạo ra một cái đường link đến cái thư mục văn bản chứa cái văn bản đấy, chứa cái văn bản mà cái tệp văn bản là báo cáo đấy. Thì việc tạo ra đường link thì chúng ta sẽ chọn cái nội dung báo cáo, nội dung văn bản ở đây là báo cáo tình hình nhiệm vụ thực hiện tháng 1. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái đường link đến cái tệp văn bản được lưu trong máy tính của chúng ta bằng cách chúng ta sẽ chọn Insert và chọn đến cái thanh công cụ Hyperlink. Khi chúng ta chọn vào Hyperlink thì nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại Hyperlink ở đây. Thì trong cái hộp thoại Hyperlink này chúng ta chỉ cần chú ý cho tôi đến cái phần Text to Display và nút in. Ở phần Text to Display ở đây nó sẽ hiển thị lên các ký tự mà chúng ta sẽ tạo đường link cho nó. Thì cái ký tự ở đây nếu chúng ta không sửa thì nó sẽ là những cái ký tự mà chúng ta đã điền vào cái biểu danh mục lưu trữ ở đây. Ở đây là cái ký tự này và ký tự đây là giống nhau hoàn toàn. Đấy. Khi chúng ta đã chọn được cái ký tự để tạo đường link thì chúng ta sẽ chú ý đến cái phần nút in. Nút in tức là tìm đến cái tệp văn bản lưu trữ trong máy tính của chúng ta để link vào đây. Thế thì việc tìm thì chúng ta sẽ chọn vào cái máy tính trong ổ D và phần năm 2014 và phần báo cáo. Trong cái thư mục báo cáo này thì sẽ có những cái rất nhiều báo cáo khác nhau. Thì trong đó có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 ở đây chẳng hạn. Sau đó chúng ta nhấn OK. Vậy khi chúng ta nhấn OK thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đường link ở đây. Thì chúng ta chỉ vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái đường link của chúng ta. Và chúng ta sẽ biết ngay được rằng là cái tệp báo cáo tháng 1 của chúng ta sẽ được lưu ở đâu. Nó lưu ở ổ D, phần thư mục 2014 và nằm ở thư mục báo cáo và có tên là T1.doc. .doc tức là cái phần mở rộng của tệp văn bản Word. Có phần mở rộng là DOC. Nếu các đồng chí sử dụng Word cao hơn, ví dụ như 2007 để tạo ra văn bản thì nó sẽ có thêm chữ X đằng sau nữa, tức là DOCX. Vậy khi chúng ta đã nhấn OK thì đã tạo ra được một cái đường link ở đây rồi. Đấy. Ở đây là cái cỡ chữ nó nhỏ đi là do tôi đặt cái cỡ chữ nó nhỏ. Vậy chúng ta sẽ chỉnh lại, tôi sẽ chỉnh lại đây là 12 cho nó tương đương với các dòng khác. Vậy là khi chúng ta muốn tìm đến cái báo cáo tình hình nhiệm vụ tháng 1 thì chúng ta chỉ việc mở cái tập theo dõi công việc năm 2014 của chúng ta mà chúng ta lập sẵn ở đây để chúng ta tìm. Chúng ta không cần phải mở My Computer ra để tìm kiếm. Đấy. Ví dụ chúng ta đã link rồi thì khi chúng ta tích vào cái đường link ở đây, chúng ta kích vào cái đường chữ đây, báo cáo tình hình nhiệm vụ tháng 1 thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1 mà chúng ta lưu ở trong máy tính mà chúng ta không cần phải mở computer ra rồi mở các thư mục ra tìm, nó rất là lâu. Trong trường hợp nó nhiều thì chúng ta tìm nó mất nhiều thời gian. Đấy, đây là cái báo cáo. Đấy. Hay là cái đề cương kinh phí quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2015. Tôi cũng đã tạo ra một cái đường link ở đây và chúng ta kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra cái đề cương ở đây. Đúng không? Đấy thì là việc tạo ra một cái đường link là rất là dễ dàng. Đấy. Ở đây, từ đầu năm đến giờ tôi đã nhập rất là nhiều cái văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ở đây tôi đã có rất là nhiều cái văn bản. Đúng không? Đúng không? Vậy thì việc tìm kiếm văn bản, thì tra cứu văn bản, theo dõi công việc làm
Nó rất nhiều thế này thì nó mất rất là nhiều cái thời gian để tìm kiếm. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái biểu lưu trữ các danh mục tài liệu hoặc là văn bản dữ liệu ở đây một cách rất là dễ dàng. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi muốn tìm một cái văn bản của Phòng Tài nguyên về Môi trường về cái quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Phòng Tài nguyên Môi trường mà tôi lại không nhớ nó ban hành vào ngày nào. Tôi đã lưu ở đâu, bản cứng tôi đã lưu ở tệp nào. Thì tôi sẽ tiến hành tìm kiếm một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng như sau. Đó là bằng cách tôi sử dụng thanh công cụ Short View ở đây. Tức là tìm kiếm lọc có hình cái phễu ở đây. Đấy. Thứ nhất, tôi sẽ lọc ra lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ở đây tôi có rất là nhiều phần lĩnh vực. Đây tôi sẽ lọc ra lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sau đó tôi nhấn OK. Khi tôi nhấn OK thì cái biểu danh mục lưu trữ tài liệu này của tôi sẽ hiển thị ra toàn bộ tài liệu liên quan vào phòng tài nguyên môi trường tham mưu. Đúng không? Không hề có một cái văn bản nào của đơn vị khác. Nhưng điều quan trọng là tôi muốn tìm cái quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Do vậy tôi sẽ lọc tiếp cái thể loại, đó là thể loại quyết định. Khi tôi lọc thể loại quyết định thì nó sẽ hiển thị ra toàn bộ các quyết định của Phòng Tài nguyên Môi trường đã tham mưu ở đây, không hề có công văn báo cáo. Và nếu như tôi nhớ số nữa, ví dụ tôi lấy ví dụ như số 81 là chẳng hạn, thì việc tìm kiếm nó sẽ đơn giản, đúng không ạ? Lọc ra chính xác và duy nhất một cái văn bản tôi cần tìm. Nhưng trong trường hợp này là tôi không nhớ số, tôi không nhớ số, thì nó có rất là nhiều văn bản. Ở đây thì mới có 1, 2, 3, 4, 5 văn bản thôi. Nhưng trong trường hợp nó có rất nhiều văn bản, hàng trăm hàng nghìn văn bản chẳng hạn, mà ta lại không nhớ số, đúng không? Ta chỉ nhớ mang máng là nó của tài nguyên môi trường và nó là thể loại là quyết định. Đó. Trong đó thì ta nhớ mang máng là cái đầu đề văn bản của nó về việc là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì ta sẽ sử dụng thêm một cái thanh công cụ nữa, đó là tìm kiếm Ctrl F. Khi ta nhấn Ctrl F thì nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại về Find NGINX, tức là tìm kiếm NGINX, tức là thay thế. Thì ở đây chúng ta không sử dụng thay thế mà chúng ta chỉ sử dụng tìm kiếm. Ví dụ tôi nhớ mang máng về cái việc là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì thường là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ta viết tắt chẳng hạn. Ta nhớ mang máng như vậy thì ta sẽ ghi là giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đó. Ta nhớ mang máng như vậy thôi và ta nhấn Finish. Like. Đó, khi ta nhấn Finish thì nó sẽ chọn cho chúng ta ngay cái văn bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chúng ta chỉ việc kích vào đây. Ở đây là tôi đã tạo ra đường link sẵn rồi, đúng không ạ? Là chúng ta đã tìm ngay ra được cái văn bản về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Lê Lợi và số quyết định là số 332 và ngày ban hành là ngày 13 tháng 8 năm 2013 và người ký là đồng chí Phạm Đức Minh, chủ tịch, đúng không ạ? Ở đây nếu chúng ta cẩn thận chúng ta thêm là đã ký ở đây, đúng không ạ? Đã ký ở đây. Đối với trường hợp mà tôi muốn tìm kiếm một cái văn bản khác thì chúng ta cũng thực hiện tương tự. Ví dụ tôi muốn tìm kiếm một cái văn bản của Ban Quản lý rừng phòng hộ 661 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tích vào 661 thuộc lĩnh vực 661 ở đây và chúng ta bỏ tài nguyên môi trường đi, đúng không ạ? Vậy thì từ đầu năm đến giờ 661 đã tham mưu ra hai cái văn bản này và nó thuộc thể loại là quyết định, đúng không ạ?
Trong trường hợp khác ta muốn tìm một cái văn bản khác của kiểm lâm chẳng hạn. Đó. Chúng ta kích vào đây là nó ra ngay kiểm lâm. Đó. Đó. Thì trong đầu năm đến giờ là kiểm lâm tham mưu ra một cái quyết định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Và tôi ghi chú ở đây là xử lý ông Na Văn Si Vê, sinh năm 1954, dân tộc Khơ Mú, trưởng bản Mường Mô. Đúng không ạ? Vậy tôi muốn xem cái nội dung ở đấy nó vi phạm như thế nào thì tôi sẽ kích vào đây. Đúng không ạ? Sẽ ra ngay cái quyết định của tôi. Ở đây tôi chưa cập nhật cái số và cái ngày ban hành. Đấy, chúng ta sẽ xem ngay và biết được ngay cái nội dung của văn bản. Đúng không ạ? Đấy. Trong trường hợp mà tôi không lọc, không sử dụng cái thanh công cụ lọc, thì cái việc tìm kiếm cái văn bản trong cái biểu danh mục ở đây cũng rất là khó khăn. Khó khăn hơn cái việc mà chúng ta lưu trữ nó ở trong máy tính. Đúng không ạ? Đấy. Tìm kiếm văn bản của kiểm lâm rất là khó khăn. Đúng không ạ? Rất là nhiều thế này. Đấy. Vậy là việc tạo ra một cái biểu danh mục lưu trữ văn bản phục vụ tìm kiếm và tra cứu cũng như tổng hợp báo cáo một cách rất là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Đấy, và tôi sẽ biết ngay được hàng ngày họ nó sẽ nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi còn bao nhiêu việc đang làm và tôi sẽ tích vào đây. Ví dụ những chữ X này này. Đấy, đây là những cái việc tôi đang làm mà dang dở chưa hoàn thành. Đấy là 10 các việc đang làm đúng không ạ? Đó là 12 việc. Và việc tôi đã hoàn thành, tôi đã cập nhật đó là 75 việc. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Vậy việc tạo ra cái con số nhắc nhở ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái hàm COUNDIF. Tức là đếm có điều kiện, tôi sẽ đếm những cái điều kiện nào tôi chưa làm, tức là điều kiện cái văn bản nào tôi tích vào đây nó có số x thì nó sẽ đếm ra cho tôi. Và những cái văn bản nào tôi tích đã hoàn thành nó sẽ đếm ra cho tôi. Đó. Do vậy là đối với việc tạo ra một cái biểu danh mục lưu trữ như thế này sẽ giúp cho công việc tìm kiếm tài liệu cá nhân cũng như việc tìm kiếm tài liệu của các đơn vị khác, nó là một cái tài nguyên chung của Ủy ban nhân dân huyện một cách rất là nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện. Tiết kiệm rất là nhiều thời gian trong việc tìm kiếm và là khai thác thông tin, quản lý văn bản đến cũng như văn bản đi nếu chúng ta cập nhật đầy đủ. Do vậy là với việc tạo ra một cái mục thế này rất phù hợp và thuận lợi cho mỗi một cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân huyện nói riêng và của các đơn vị khác nói chung là rất thuận tiện. Đấy, do vậy xuất phát từ cái nhu cầu công việc của tôi đó là quản lý văn bản đến và văn bản đi hàng ngày và theo dõi các lĩnh vực nó rất là nhiều văn bản đó. Khiến tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm quản lý tài liệu. Do vậy tôi đã lập ra một cái danh mục sử dụng phần mềm Microsoft Excel ở đây để tạo ra một cái danh mục lưu trữ, trong đó có sử dụng đến thanh công cụ Hyperlink và thanh công cụ Softfill và Fill and Linux ở đây. Với việc sử dụng ba thanh công cụ như trên thì việc tìm kiếm tài liệu của chúng ta trở nên rất là dễ dàng, nhanh chóng. Chưa đầy trong vòng vài giây tôi có thể tìm ra được một cái quyết định mà không cần phải mất thời gian để dở những cái tập tài liệu mà rất là cồng kềnh
và mất thời gian tìm kiếm. Vừa rồi tôi đã trình bày xong cách để tạo ra một cái danh mục tài liệu mà tôi đã viết ở cái phần đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2014 của tôi. Và cuối cùng xin chúc các đồng chí thành công.